Giáo hạt Bắc Ninh, cung nghinh thánh giá Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội. Thánh giá Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội đã về với vùng đất Kinh Bắc, giáo hạt Bắc Ninh vào chiều ngày 1 tháng 10 năm 2023. Tham gia rước thánh giá có quý cha và đại diện giới trẻ từ 19 giáo sứ trong giáo hạt Bắc Ninh. Vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày, đoàn đón thánh giá đã đến giáo sứ Thiết Nham, giáo hạt Bắc Giang với niềm phấn khởi sau đó là những giây phút giao lưu với các bạn giáo hạt bắc giang tiếp đến là tham dự giờ suy tôn thánh giá và thánh lễ đại hội giới trẻ giáo hạt bắc giang sau thánh lễ cha quản hạt du xe nguyễn văn khiêm đã đại diện giáo hạt bắc ninh để đón nhận thánh giá đại hội từ cha quản hạt bắc giang từ đây thánh giá đã đi qua các làng cổ quan họ bằng các con đường liên thông hai tỉnh bắc giang và bắc ninh để về với giáo hạt cụ thể là giáo sứ Ngô Khê. Sau khi đến nhà thờ giáo sứ Ngô Khê vào lúc 16 giờ, thánh lễ tạ ơn do cha quản hạt du xe cử hành với sự hiện diện của quý cha và đông đảo các bạn trẻ thuộc 19 xứ trong giáo hạt Bắc Ninh. Chia sẻ trong thánh lễ, qua mẫu gương Đức Mẹ Maria và các vị thánh của người trẻ, cha du xe Ngô Văn Quảng đã mời gọi các bạn trẻ bắt chước các ngài để sống chứng tá là muối là men trong cuộc đời này dẫu vậy như đức thánh cha đã viết trong tông huấn đức kitô đang sống ngài nhắc nhở các bạn trẻ đừng trở thành bản sao bản copy của các thánh nhưng học theo gương các ngài mà vẫn giữ nét riêng biệt của chính mình sau thánh lễ thánh giá đã lưu lại nơi giáo xứ ngô khê để các bạn trẻ giáo sứ tôn vinh suy tôn thánh giá